Sao lại vắng lặng thế này? Không có ai ở quanh ta nữa ư? Hoạn quan đâu? Dạ dạ, bẩm hoàng thượng, có hạ thần đấy à. Hoạn quan đây ư? Dạ. Hóa ra chỉ có mỗi mình ngươi ở quanh ta thôi sao? Thế còn mọi người đi đâu hết cả rồi? Dạ, thần không biết à. Hoạn quan này, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bẩm hoàng thượng, thần không nhớ à. Thấy bao nhiêu năm qua ngươi không cảm thấy buồn vui đau khổ gì sao? À, bẩm hoàng thượng, thần không có mong ước gì hơn thế này nữa à. Sống thế mà cũng sống được sao? Thế mà thần vẫn sống đấy à. Hoạn quan này, sao ta không thấy Hanuman đâu cả? Ta đã sai ngươi đi tìm Hanuman cơ mà. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, hạ thần đã vâng lệnh hoàng thượng đi triệu con khỉ đấy về, nhưng cái con khỉ ấy nó thật là vô lễ à. Nó cứ tìm cách né tránh à, cái con khỉ ấy thật là vô lễ à. Thôi đi, hãy bỏ ngay cái trò dèm pha nịnh hót ấy đi. Ta đã chán nản mệt mỏi lắm rồi. À, không phải Sita mà là Subaka. Subaka, thế còn Sita của ta đâu? Nàng đã chết. Tại sao nàng đã chết? Vì nó đã phản bội hoàng thượng, đã lừa dối hoàng thượng. Nhưng ta không ra lệnh giết nàng cơ mà. Nhưng em đã thay mặt hoàng thượng trừng trị con dâm phụ ấy. Hoàng thượng, tại sao bao nhiêu năm qua ta cứ lờn vờn thấy hình bóng quỷ riếp hiện hình trong ta? Subaka, hay chính nàng là hiện thân của quỷ riếp? Pliam, nói cái gì thế? Quay lại! Subaka! Hanuman cái đồ con khỉ! Subaka, hãy hiện nguyên hình của mày đi! William, chính nó là hiện thân của quỷ điếp. Tôi đã theo dõi nó bao nhiêu lâu nay. Nó là hiện thân của quỷ điếp. Riếp, hãy hiện nguyên hình của mày đi! William! Cả đã muộn rồi, nàng Sita của mày đã chết, triều đình này đã nghiêng ngả và tan nát cả rồi á. William, riếp đây ư? Riếp đây, Pliam. Bao nhiêu năm qua ta đã theo sát trong từng bữa ăn giấc ngủ của nhà ngươi. Riếp, mày phải chết!